Vũ Hồng xin chào anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sa Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một căn nhà ở gần nhà thờ Bình An Thượng, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có địa chỉ là 2889/8, đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình gần chợ Bình An Thượng, cách mặt tiền đường là khoảng 30m. Nhà mình thì nằm ngay chỗ khu vực trung tâm gần cái nhà thờ ha, ngay chỗ trung tâm của xóm đạo luôn ha. Căn nhà này là chủ bán là 2 tỷ bớt 10 triệu là 1 tỷ 990 triệu nha. Thì kích thước nhà mình là ngang là 4m và chiều dài là 6m. Nhà có kết cấu một trệt với một gác gỗ ha, cao ráo nha. Nhà có chủ quyền hồng hoàn công rồi. Nhà có hướng chính là hướng đông nam ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì anh chị bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo từ kênh Nhà Đất Sài Thành để mua được nhiều căn nhà trên kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản rồi thì mình hãy chia sẻ cái clip này cho bạn bè người thân của mình, giúp cho người thân của mình mua được nhà và giúp cho chủ nhà bán được nhà ha. Xem xong hết clip này cô chú anh chị bạn hãy cho Vũ Hồng một like ủng hộ tinh thần nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này để cô chú anh chị bạn xem ha. Đây là cái hình ảnh của căn nhà mình ha, một trệt với một gác gỗ nha, gác gỗ ha. Nhà mình thì rất là cao, kể cái trần nhà cũng cao và cái nền cũng cao hơn mặt hẻm rất nhiều ha. Hẻm trước nhà là khoảng gần 4m nha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam, căn nhà mình là căn đầu lưng với mặt tiền đường Phạm Thế Hiển ha. Thì Vũ Hồng sẽ đi bộ sơ ra ngoài cái đường hẻm ra ngoài để anh chị bạn xem nha. Mình đi ra đụng cái ngã ba này, mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ tới hẻm đầu hẻm 2889 ha. Đó, nghe chỗ đây nè, mình rẽ đây. Bên đây là nhà thờ nha, khu viên của nhà thờ nè, nhà thờ Bình An Thượng ha. Hẻm này là hẻm 2889, hẻm lớn nha. Phía trước đó đường Phạm Thế Hiển, bên phải mình là cái chợ nha. Bên phải mình là cái chợ ha. Đây hẻm 2889 đường Phạm Thế Hiển nha. Đây hẻm 2889 thì ở đây là có cái chợ nhỏ ha, chợ buôn bán cũng nhiều nha. Đó, đây hướng này là hướng về cầu Bà Tàng, ngay đây là trung tâm xóm đạo luôn, ngay cái chợ của nhà thờ Bình An Thượng. Hẻm 2889 đường Phạm Thế Hiển ha. Phía bên đây nè anh chị bạn là nhà thờ nè, bên đây là nhà thờ Bình An Thượng ha. Hướng này hướng về Ủy ban Nhân phường 7 quận 8 đường Lê Bôi ha, gần phà, đây là gần phà Hội Đồng ha. Đây là nhà thờ Bình An Thượng ha. Rồi hẻm 2889 nha, ngay đây là có cái chợ ha. Ở đây gần trường rất là nhiều trường luôn ha, trường Thỏ Ngọc, trường Nguyễn Trung Ngạn, trường Bình An, trường Phú Lợi, trường Nguyễn Nhân Linh, trường Hoàng Mai, rất là nhiều trường luôn ha. Thì Vũ Hồng đi ngược vào để Vũ Hồng review toàn bộ căn nhà để anh chị bạn xem ha. Khu này là khu hiện hữu nha anh chị bạn, bên phải là nhà thờ, xây một cái tòa nhà cao nè. Hẻm này đi thẳng cũng được, rẽ phải cũng được, rẽ trái cũng được nha. Mình rẽ theo nhánh trái khoảng 15m. Đó, đây là cái hẻm vô nè ha, đây ra ngoài mặt tiền ha, đây ra mặt tiền nha. Đây là mặt tiền, còn đây quẹo vô. Đó, đây là khu dân hiện hữu, nhà cửa xây cao ráo rất nhiều ha. Hẻm trước nhà thì cũng rộng rãi nha, 4m. Ở nhà mình là căn đầu lưng với căn mặt tiền đường Phạm Thế Hiển ha. Nhà mình hiện tại cao hơn mặt hẻm là khoảng 8 tấc rưỡi nha. Đó, căn nhà này đây nè, trần cũng còn rất là cao luôn ha. Sàn gỗ nhưng cũng khá chắc nha. Hẻm trước nhà là hẻm đông, hướng này là hướng đông nam và khoảng gần 4m. Đó, ngang kích thước nhà mình ngang 4 và chiều dài là 6m. Đó, căn mình thực ra mình đi vòng qua một vòng này nhưng thật sự là căn mặt tiền đau lưng, căn mình là căn đau lưng ra mặt tiền ha. Nè anh chị bạn nhìn nè, đây quẹo ra đó, xong rẽ phải cái là tới ha, rẽ phải chừng 20m là đến rồi. Địa chỉ nhà mình là 2889/8 đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha, hướng đông nam nha. Nhà có chủ quyền hồng hoàn công rồi ha. Đây, nhà mình là như nói là cao hơn mặt hẻm là khoảng 8 tấc rưỡi, mai mốt hẻm làm lên là mình vừa ha. Nhà thì sử dụng cửa sắt nha. À, sàn đúc giả nhưng mà có làm cái đà nha, đà dằn ha. Ở dưới nhà vệ sinh thì để ở dưới.
ngang 4 mét nhìn nhà khá rộng ha. Bây giờ chú Hồng review cái sổ của em chị bạn xem nè. Đây cái sổ nhà mình nè ha, địa chỉ thửa đất là 16 tàu ông độ số 53, địa chỉ 2889-8 đường Phạm Thế Hiển, 17 quận 8 ha. Đây kích thước nhà mình đây ha. Nhà mình là chủ quyền Hồng hoàn công rồi luôn nha anh chị bạn. Đó, hoàn công rồi luôn ha. 43.1 m² sàn nè, diện tích đất xây dựng là 22.4. Đó, diện tích đất sở hữu là 22.4 luôn ha. 4m, 6m. Rồi chú Hồng review lên trên lầu để anh chị bạn xem nha. Ở dưới trệt này thì cái bên trái là gian bếp, ở đây là khu vực để rửa giặt bằng tay, ở đây là nhà vệ sinh. Ở đây là nhà vệ sinh của mình ha. Nhà vệ sinh thì dán tường lên cao được 1m, khoảng 1m7 rồi nha. Nhà mình thì cũng có cửa sổ bằng sắt ha, còn cửa ngoài cũng bằng sắt luôn ha. Kích thước nhà mình ngang 4m nên nhìn rất là để, rất dễ trang trí, để đồ, để bàn thờ, để tủ đồ rất là dễ ha. Rồi Vũ Hồng review lên trên lầu để anh chị bạn xem nha. Anh chị và bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ 2889-8 đường Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8, ngay xóm đạo phường 7 quận 8, gần nhà thờ Bình An Thượng. Căn nhà này thì chủ chốt giá bán là 2 tỷ bớt 10 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ dẫn cho anh chị bạn xem nhà nha. Rồi đây là không gian ở trên lầu nè. Nó sàn rổ nhưng rất chắc, và cái trần so với cái sàn còn rất là cao ha. Sàn này sàn gỗ nè, đúng gỗ luôn ha. Và đấy những cái thanh gỗ lớn nè. Để Vũ Hồng mở cửa luôn cho anh chị bạn xem bên ngoài ha. Đó, nhà thì có một mình cô chủ ở à, chỗ bán để mua căn nhà nhỏ hơn, rồi dễ dành sổ làm tiết kiệm sau sinh sống ha. Và đây là cái ban công ngoài là đúc nha, đổ thiệt nha. Rồi bên đó là nhà thờ Bình An Thượng ha. Nhà mình là không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới gì hết nha anh chị bạn. Hướng nhà mình là hướng đông nam ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình nha anh chị bạn. Nhà mình địa chỉ là 2889-8 đường Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam, cách mặt tiền đường là khoảng 40m. Căn nhà mình là căn đầu lưng với mặt tiền đường Phạm Thế Hiển ha. Nhà mình có kích thước ngang 4m và chiều dài là 6m. Nhà có chủ quyền Hồng và hoàn công, một trệt một gác gỗ ha. Thì anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn anh chị bạn đi xem nhà hay gặp chủ nhà nha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì anh chị bạn hãy cho Vũ Hồng một like, và hãy trước khi like thì hãy đăng ký kênh và bật chuông nha. Còn nếu như mà anh chị bạn đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản rồi thì anh chị bạn hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè mình, những người có nhu cầu mua căn nhà dưới 2 tỷ để họ có dịp tìm hiểu và mua được căn nhà như ý, giúp chủ nhà bán được nhà và giúp người thân mình mua được nhà nha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video bây giờ lần sau. Nhớ cho Vũ Hồng một like ủng hộ tinh thần nha cô chú chị bạn. Vũ Hồng xin chào ha.